Xin chào mọi người, chào mừng mọi người này đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Sau video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop để ăn chia 650.000 token, cái ký hiệu là IMB, từ dự án Ebonc. Để tham gia vào sự kiện Airdrop từ dự án Ebonc, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow các dự án làm. Sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ trên mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành điền form cho mình. Điền họ và tên của mình. Sau đó mọi người điền địa chỉ email. Tiếp theo mọi người tiến hành điền username Telegram của mình. Để lấy username Telegram, mọi người về một setting. Tiếp theo mọi người về một edit profile. Sau đó mọi người sẽ thấy username Telegram của mình. Mọi người copy dòng chữ kèm theo dấu e cộng. Rồi mọi người gửi về form. Sau đó mọi người nhập địa chỉ ví bạn balance smart chain của mình. Rồi mọi người thông qua clip vào tích xanh. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ trên mạng xã hội. Đầu tiên mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi sau đó mọi người tiến hành retweet bài post của dự án này. Rồi mọi người tiến hành lại về retweet. Sau đó mọi người quay trở lại form nhiệm vụ. Mọi người tiến hành làm nhiệm vụ tham gia cộng đồng của dự án này trên Telegram. Rồi mọi người tiến hành tham gia. Tại Telegram của mình đang bị lỗi nên mà phải làm bằng phương pháp thủ công. Rồi mọi người chỉ cần click vào join Telegram là mọi người sẽ tự động vào nhóm. Rồi sau khi vào nhóm xong, mọi người click vào continue cho mình. Tiếp theo mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án này trên Discord. Rồi mọi người tiến hành tham gia cộng đồng dự án trên Discord. Rồi mọi người tiến hành verify để mình xác thật vào nhóm. Rồi sau đó mọi người continue. Sự kiện Airdrop này là một sự kiện dành cho tất cả mọi người tham gia. Số lượng người tham gia càng lớn thì mỗi người sẽ nhận lại token từ dự án này sẽ ít hơn. Rồi đấy. Rồi để nhận thêm phần thưởng này MT từ dự án này, mọi người có thể copy link rep của mình mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình.